Nguyễn Hiếu và Quý Quế xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, chương trình với những tin tức cập nhật đang được quan tâm. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin nổi bật nào? Hãy cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Tìm ra nguyên nhân khiến 5 người đi cấp cứu sau 10 phút ăn lẩu, uống rượu. Lời kể của ngư dân thoát chết trở về sau vụ chìm tàu khiến nhiều người mất tích ở Trường Sa. Khởi tố giám đốc khai thác dược khối lượng cho phép gần 9.000 mét khối cát. Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Hiệu quả mô hình trồng rau sạch của người dân đất đảo Kiên Giang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn vừa có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại quán lẩu ở phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, khiến cho 5 người phải đi cấp cứu. Theo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm cho thấy, hàm lượng methanol tính theo phần trăm thể tích ở chén rượu thừa và chai rượu trắng trên bàn ăn là 16,7%. Hàm lượng này cao gấp nhiều lần quy định về rượu trắng. Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc là do rượu. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 10, nhóm 5 người gồm 2 nữ và 3 nam vào ăn tại quán lẩu nói trên. Sau khi ăn và uống rượu khoảng 10 phút, cả 5 người đều có biểu hiện ngộ độc. Trong đó một nam thanh niên có dấu hiệu ngộ độc nặng. Tất cả đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các bệnh nhân đều được ra viện sau khi sức khỏe ổn định. Sau vụ việc, quán lẩu đã tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Chiều qua tại cảng chi đội kiểm ngư số 3 xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, quân chủng hải quân tiến hành bàn giao 78 ngư dân sống sót sau hai vụ lốc xoáy đánh chìm tàu ở vùng biển Trường Sa và hai thi thể ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương, thân nhân. Đây là những ngư dân của hai tàu QNA-90129 và QNA-90927 sống sót sau vụ chìm tàu trên biển. Ngư dân Dương Quốc Lâm sống sót lúc tàu QNA-90129 bị chìm kể lại: "Ông rất may mắn bởi lúc đó đang cùng một số ngư dân ăn mì, nghe tiếng gió lốc xoáy qua tạo tiếng động lớn. Chiếc tàu quay vòng, nghiêng rồi chìm, nhiều ngư dân đang ngủ không kịp thoát ra ngoài." Anh em là lấy một đứa rung góp anh thì là uống nước dầu, dầu cũng còn lon nữa đó. Làm cục uống nước dầu lên thở không nổi, có người là cũng hô hấp, người tỉnh thì hô hấp cho người yếu. Có nghĩa đó, có nghĩa là uống vào là mệt mỏi, có nhiều người là kêu gọi là cứu tôi ấy, mà trong kia là không có dầm được, thống thì lấy thống được mà dầm thì không có, bây giờ nếu là tấu như mực. Tình người giữa biển, lúc lên được thúng, các ngư dân cố cứu nhau vượt qua phút sinh tử. Còn 38 ngư dân sống sót khi tàu QNA-90927 bị chìm cho biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 10, khi đang ngủ thì tàu lật nghiêng. May mắn là không chìm hẳn mà vẫn còn nổi phần mũi. Các ngư dân đã lao ra ngoài, đẩy được vài chiếc thúng xuống biển và dần rời khỏi tàu. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã cử 4 tàu. Trong đó có 3 tàu trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, tàu 467, tàu Hải quân 471, tàu 735 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã tiếp cận đưa được ngư dân về đến nơi an toàn. Trong quá trình đó, chúng tôi đã tiến hành chăm sóc y tế cho ngư dân, hỏi han sức khỏe, bố trí chỗ ăn nghỉ và chăm sóc chú đáo, đặc biệt là bảo quản hai thi thể của ngư dân mất. Và hiện nay, các tàu còn lại trên thực địa tiếp tục tìm kiếm. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và quân chủng hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hiện nay bệnh viện dã chiến số 13, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện dã chiến duy nhất còn duy trì nhằm tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Hiện bệnh viện dã chiến số 13 thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang được duy trì nhằm tiếp nhận bệnh nhân, dự phòng xử lý trong tình huống COVID-19 gia tăng khẩn cấp. Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch tễ đã ổn định, Bộ Y tế đang xem xét giải thể bệnh viện này. Liên quan đến việc có cần thiết đeo khẩu trang khi chuyển COVID-19 sang nhóm B, ngành y tế cho rằng việc đeo khẩu trang trong tình hình hiện nay là khuyến khích
để phòng các bệnh đường hô hấp khác, chứ không riêng gì COVID-19, đặc biệt nơi tập trung đông người trên phương tiện công cộng. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10, ngày Tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, bên cạnh những lời chúc, những món quà được trao tặng thì còn có những hoạt động thiết thực nhân văn đã được thực hiện, làm cho ngày này càng trở nên ý nghĩa hơn. Và một trong những hoạt động ý nghĩa đó là gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nữ mắc căn bệnh ung thư vú. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NABAS đã phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương. Toàn bộ doanh thu của chương trình được trao tặng cho mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Một bó hoa trị giá 150.000 đồng hay một combo thức ăn và nước uống trị giá 100.000 đồng. Khi thanh toán bằng phương thức không tiền mặt tại các điểm chạm thanh toán gửi yêu thương, giá chỉ còn 50.000 đồng. Và đặc biệt hơn nữa, toàn bộ số tiền khách hàng chi trả sẽ dành ủng hộ cho mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Khi mà bình thường mình mua hoa ấy, mình tặng cho cánh chị em phụ nữ thì cũng là ý nghĩa của ngày, thế nhưng mà sau cái ngày này thì nó cũng mất đi cái ý nghĩa đấy, nó sẽ héo đi. Nhưng mà khi mà em mà mua ở đây ấy, thì cảm nhận được là mình đóng góp cho một cái phần của các chị em mà có cái khó khăn đấy là ung thư vú. Thì là bất kể là sau này bông hoa có héo đi hay không thì là cái ý nghĩa của tấm lòng mình vẫn còn mãi. Để gửi đến các chiến binh chống ung thư một mái tóc mới, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và tình yêu thương cho người bệnh. Xin được chuyển sang thông tin khác. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42,6%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đã tăng 0,1 m² sàn một người. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản đang dần lấy lại đà phục hồi. Bộ Xây dựng cho biết, trong 3 tháng qua, có gần 30.000 giao dịch thành công đối với căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ. Phân khúc đất nền có hơn 91.000 giao dịch thành công, bằng 135,72% so với quý 2. Mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua chung cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng tiến độ, tập trung triển khai các nhiệm vụ, trong đó có đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030, phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Khởi tố giám đốc khai thác vượt khối lượng cho phép gần 9.000 mét khối cát. Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Hiệu quả mô hình trồng rau sạch của người dân đất đảo Kiên Giang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Liên quan đến vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ án, đồng thời khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Nghi phạm là BMQ, 14 tuổi, ngụ tại huyện Cái Bè. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân, nên Quy và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quy bỏ học và cùng mẹ làm ở giữa trái cây của dì ruột tại tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Quy về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Cha của Quy là ông Y thường xuyên uống rượu. Nhiều lần Quy kêu cha bỏ rượu thì bị ông la mắng nên Quy đã nảy sinh ý định giết ông Y. Khoảng tháng 8 năm 2023, Quy quen NPD, 39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè và người này có thuốc bả chó. Ngày 13 tháng 10, Quy cùng em ruột gặp ông D để xin bả chó về thuốc chó quan. Sau đó khoảng 23 giờ cùng ngày, Quy lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà bà nội và cha Quy hay uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y chết, bà nội Quy cũng tử vong sau khi uống sữa. Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đàn,
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Tâm Anh tại huyện Lệ Thủy để điều tra về hành vi khai thác cát vượt khối lượng được cấp phép. Theo kết quả điều tra bước đầu, công an tỉnh Quảng Bình xác định công ty trên được cấp phép khai thác tại một mỏ cát ở thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, ông Đàn đã khai thác vượt khối lượng được cấp phép gần 9.000 mét khối cát. Cơ quan công an xác định ông Đàn đã có hành vi trục lợi, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra để làm rõ các nội dung liên quan khác của đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Ngọc Hương Giang, sinh năm 1987, ngụ xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre, để điều tra về hành vi nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Khoảng tháng 2 năm nay, do cần tiền trả nợ, Giang đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Giang nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối về việc Giang đang có khoản vay tại một ngân hàng tại tỉnh Bến Tre. Đến thời điểm đáo hạn, nếu thanh toán sẽ được ngân hàng cho vay lại, tiền vay sẽ được giải ngân trong thời gian ngắn. Giang cũng tự tạo ra các tài liệu giả có nội dung về việc ngân hàng thông báo đồng ý cấp tín dụng và các loại giấy tờ khác có nội dung liên quan việc vay tiền để cung cấp cho người cho vay. Từ đó, nhiều người tin tưởng đã cho Giang vay tiền. Với thủ đoạn này, Giang đã chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Với hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 440% một năm, Lành Công Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố để điều tra. Mới đây, công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc đối tượng Nghĩa thường xuyên cho người khác vay tiền với lãi suất cao. Một số người không có đủ tiền trả đã bị Nghĩa đến nhà đòi nợ uy hiếp. Công an đã triệu tập Nghĩa để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận từ năm 2021 đến nay đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ khoảng 230 đến 440% một năm. Hiện công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất theo hướng an toàn là cách làm đã và đang được nhiều nông dân áp dụng. Bên cạnh tạo ra thu nhập cho gia đình thì còn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng khi cung ứng cho thị trường những nông sản sạch. Nhân và đó cũng là hướng sản xuất của nhiều nông dân ở xã Lại Sơn hay còn được gọi là Hòn Sơn ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Những năm gần đây thì việc trồng rau màu sạch như rau muống, rau lang, bầu mướp và cà ở đất đảo đã mang lại hiệu quả, rau màu tươi tốt và đắt hàng, góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con. Lại Sơn, những ngày nắng đẹp, khách du lịch nhộn nhịp đến vui chơi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ở xứ đảo này, người dân đã khắc phục được những khó khăn như nước tưới, đất kém màu mỡ để phủ xanh đất vườn bằng cách trồng rau màu. Tôi trồng đó cũng mười mấy năm rồi đó, gãy đẳng như gãy này. Cũng đất đây phải tưới chắc chưa, nhưng mà cái mùa nam thì trồng nó không tốt không. Nhưng mà cái mùa nắng, tưới gì mà nó tốt. Tưới, mình tưới nước sẽ gì mà tốt hơn cái mùa nam mùa mưa. Mùa mưa thì đất cát á, ứ nước, mất không kịp, bị úng rễ. Gần một công đất trồng rau sạch của gia đình, anh Sang phân luống trồng đủ loại rau như rau muống, rau lang, đậu đũa, đậu rồng, mướp. Mỗi ngày vợ chồng anh Sang thu hoạch từ 20 đến 30 kg rau màu các loại. Rau thu hoạch được bao nhiêu đều được tiêu thụ hết. Cũng được, ngày thì kiếm cũng 300-400. Các bữa nào nhiều thì bán, đấy, mà đẩy đi chút xíu à, hết trơn rồi. Để trước nhà ta cũng lại mua xèo xèo vậy đó. Tuyên truyền vận động một số hội viên nông dân có cái diện tích đất thịt lớn ở đây tắt bằng phẳng để mà tham gia vào cái chi hội nghề rau sạch cũng như là các là tổ hợp tác rau sạch để mà từ đó tham gia là tăng gia sản xuất, bên cạnh cái việc là cải thiện bữa ăn thì nó cũng làm nên được cái việc là cải thiện đời sống kinh tế cho bà con. Xã Lại Sơn hiện có một tổ hợp tác rau sạch gồm 6 hộ trồng rau và 4 hộ tiêu thụ rau. Người dân không sử dụng phân thuốc, chỉ ủ phân hữu cơ để bón cho rau màu. Việc sản xuất rau màu sạch đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn của người dân xã đảo. Liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thưa quý vị, trong những năm qua, cùng với việc quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên phòng hộ đồng nguồn, thì Ban Quản lý rừng huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái còn thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển cây pơ mu trong diện tích rừng tự nhiên. Pơ mu là loại cây gỗ quý thuộc nhóm A1 có nhiều trong các cánh rừng tự nhiên ở huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Tuy nhiên, vào những năm 90 của thế kỷ trước, do khai thác nhiều nên cây bơ mu đã cạn kiệt trong rừng tự nhiên. Để bảo tồn và phát triển cây bơ mu, những năm qua, Ban Quản lý rừng của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã tìm nguồn giống, ươm trồng và phát triển các diện tích rừng trồng cây bơ mu. Sau khi mà hạt mà bắt đầu cây mầm lên độ khoảng 2 đến 4 lá mầm thì bắt đầu ta tiến hành cấy vào bầu khi đã chuẩn bị đất bầu sẵn. Thế cấy cây vào bầu nhưng mà khi mà làm thì lại cũng vẫn phải thường xuyên là chăm sóc là tưới bên lại phun thuốc lấm vì cái cây này là nó rất hay có nhiều lấm bệnh. Từ lúc mà bắt đầu gieo tạo cây ấy, đến khi mang đi xuất vườn là phải từ 18 tháng trở lên ạ. Cách đây 20 năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đã đưa hạt giống bơ mu về gieo ươm và trồng thử nghiệm ở nhiều khu vực rừng. Đến nay, cây sinh trưởng và phát triển khá tốt, đường kính đạt từ 40 đến 60cm. Những năm qua, trung bình mỗi năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đưa vào trồng từ 100 đến 150 hectare bổ sung cho rừng phòng hộ đầu nguồn, chủ yếu là các loại cây gỗ lớn như bơ mu, dê, dổi, sa mộ. Trong đó, bơ mu chiếm khoảng 30% diện tích. Đơn vị cũng kiến nghị với các cấp, các ngành cấp trên quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị về những nguồn kinh phí để phục vụ việc sản xuất, gieo ươm, cây giống và cũng như cái việc tổ chức thực hiện cái việc trồng rừng bằng loài cây bơ mu, gỗ bản địa, gỗ quý trên diện tích rừng phòng hộ của đơn vị và cũng như là địa bàn rừng phòng hộ nói chung trên địa bàn toàn tỉnh. Để bảo tồn và phát triển cây gỗ quý này, những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cũng đã có nhiều giải pháp tích cực. Hàng năm đã gieo ươm và đưa vào trồng được hàng trăm hecta trên đất rừng tự nhiên. Việc bảo tồn và phát triển cây bơ mu trên đất rừng tự nhiên tại Yên Bái dù đã được nỗ lực thực hiện, song vẫn còn một số hạn chế. Đó là nguồn kinh phí cho bảo vệ những cánh rừng giống, bảo vệ nguồn gen. Đến nay, tại Yên Bái cũng chưa có một dự án hay đề án nào đầu tư nghiên cứu bảo tồn và phát triển các quần thể bơ mu. Việc làm mới này chỉ cho hai ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải tự thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo trình Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào thứ hai tuần tới ngày 23 tháng 10, thì chính phủ tiếp tục đưa ra hai phương án liên quan vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là thông tin đăng trên trang nhất báo Tuổi Trẻ số phát hành ngày hôm nay. Và biên tập viên Thế Anh sẽ làm rõ hơn về nội dung này. Xin được mời anh. Vâng ạ, xin cảm ơn Nguyễn Hiếu, cảm ơn chị Việt Quế. Và thưa quý vị và các bạn, qua bài viết với nhan đề để không còn cảnh rút bảo hiểm xã hội một lần, báo Tuổi Trẻ đã phân tích vì sao có hai phương án liên quan đến vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Mặt khác, tờ báo cũng nêu quan điểm cho rằng cần tiếp tục lấy thêm nhiều ý kiến của người lao động và công đoàn về vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cho rằng nếu nhìn xa hơn, tốt nhất là đảm bảo đời sống người lao động, để người lao động không phải đi đến quyết định cực chẳng đã phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Báo Tuổi Trẻ cho biết các căn nhà trong số 150 căn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất tháo dỡ theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân quận. Về trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra vi phạm xây dựng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận này cho hay trước mắt tập trung khắc phục tồn tại về vi phạm xây dựng. Bên cạnh đó sẽ cho rà soát lại, kiểm điểm về trách nhiệm liên quan của địa phương để xảy ra vi phạm trong xây dựng. Tờ báo này cũng cho biết nhiều kỷ lục được xác lập tại lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023, khai mạc chiều hôm qua tại khuôn viên hội trường Thống Nhất, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trong chiều khai mạc, cuộc thi chế biến và trưng bày 126 món ăn trên bản đồ ẩm thực Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của 120 đầu bếp trên toàn quốc. Với nỗ lực này, bản đồ ẩm thực Việt Nam lần thứ hai đã được xác lập kỷ lục và xác lập bản đồ ẩm thực online. Số phát hành sáng nay báo Tuổi Trẻ còn nhiều thông tin đáng quan tâm khác như bắt đầu từ hôm qua 20 tháng 10, dịch COVID-19 chính thức được chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, cùng với nhóm bệnh là cúm, sởi, sốt xuất huyết. Theo đó, các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 từ nay được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Giới chuyên gia cho rằng, ngành phân phối ô tô có tính chu kỳ, điểm rơi lợi nhuận tập trung nhiều ở quý 4, gắn với dịp mua sắm dịp lễ Tết. Năm nay còn được giảm 50% thuế trước bạ
Do đó, dự báo doanh số ô tô sẽ có tín hiệu khởi sắc trở lại những tháng cuối năm. Báo Tuổi Trẻ còn phản ánh thực trạng xuống cấp của nhiều con đường tại thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều người dí dỏm rằng dù nằm trong địa phận thành phố Hồ Chí Minh nhưng đường xá của các khu vực này còn thua đường quê. Đơn cử như đường Hồ Văn Long đoạn từ đường Võ Trần Chí đến kênh Tham Lương, Bến Cát, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chuyển sang báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Trang nhất tờ báo này sáng nay đăng bài với nhan đề Bí thư thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cam kết về giải ngân vốn đầu tư công. Theo tác giả, tính đến đầu tháng 10 này, thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 32% trong tổng số vốn được Thủ tướng giao là hơn 70.000 tỷ đồng. Trong khi hiện thành phố có khoảng 1.500 dự án có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành sớm trong năm nay. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, ngành đường sắt phục vụ hành khách từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng, với lượng chỗ cung ứng hơn 200.000 chỗ, tương ứng với khoảng 390 chuyến. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 37.000 vé đã được chốt trong ngày đầu mở bán vé Tết. Cụ thể, từ 8 giờ ngày hôm qua, ngành đường sắt tổ chức bán vé cá nhân rộng rãi cho tất cả hành khách có nhu cầu. Tính đến 15 giờ ngày 20 tháng 10, tổng số vé đặt thành công hơn 37.000 vé, số vé đã thanh toán khoảng 20.000 vé. Nhà có đám dựng rạp giữa đường là việc làm không hiếm thấy ở cả các thành phố lớn cũng như ở các tỉnh. Vậy đây là việc làm đúng hay sai? Trả lời câu hỏi này, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố có quy định tại quyết định 32 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không phải cấp phép sử dụng như tổ chức đám cưới, đám tang và điểm giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang. Thời gian sử dụng không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang. Song việc sử dụng phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được hỗ trợ giải quyết. Số phát hành sáng nay báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bài viết đáng quan tâm như đề xuất thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đô thị 15 phút để phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố hợp lưu. Một yêu cầu quan trọng là khái niệm đô thị 15 phút, tức trong vòng 15 phút người dân phải tiếp cận được các tiện ích, doanh nghiệp, du khách phải tiếp cận được sân bay, cảng biển. Cũng như các bài viết, dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 63 tỉnh thành, nên cho đăng kiểm viên sai phạm nhẹ làm việc trở lại. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.